Trên thế giới, vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 của ông Trump bị hoãn vô thời hạn. Nga sẽ chuyển tên lửa cho bất kỳ nước nào có thể tập kích phương Tây. Trung Quốc phái ông Uông Văn Bân đi Campuchia làm đại sứ. Boeing phóng thành công tàu chở người lên vũ trụ. Người Indonesia, Malaysia và Việt Nam ăn nhiều hạt vi nhựa nhất thế giới. Tại Việt Nam, dùng kích điện bắt cá, người đàn ông tử vong. Sài Gòn, cây xanh chết khô hơn nửa năm không ai thay. Bắt 6 cầu thủ bóng đá vì bán độ. Tai nạn hy hữu khiến cô giáo tử vong do bị bê tông rơi khi đi uống cà phê. Giá xăng về dưới 22.000 đồng một lít. Chào mừng quý vị đến với chương trình tối nay ngày 6 tháng 6 của Khỏe Tự Nhiên. Chúc quý vị buổi tối an lành và hạnh phúc. Và sau đây sẽ là thông tin chi tiết về các diễn biến mới nhất trên thế giới. Mở đầu là thông tin, vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 của ông Trump bị hoãn vô thời hạn. Vâng, kính thưa quý vị, trong phán quyết ngày 5 tháng 6, Tòa phúc thẩm tiểu bang Georgia, Hoa Kỳ đã ra quyết định hoãn vô thời hạn đối với vụ án can thiệp bầu cử năm 2020 của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Với lý do là tòa án cần thời gian để quyết định công tố viên Fannie Willis, trưởng lý quận tại hạt Fulton, người nỗ lực kiện ông Trump có đủ tư cách hay không. Việc xét xử ông Trump về cáo buộc âm mưu lật đổ bầu cử sẽ không diễn ra trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ vào tháng 11 tới đây. Với kết quả này, vị cựu Tổng thống Mỹ sẽ được giảm từ 3 ngày làm việc mỗi tuần với tòa án xuống còn 2 ngày. Đây được xem là chiến thắng lớn cho ông Trump, người đã bị kết tội trong vụ án chi tiền bịt miệng tại New York và sẽ nhận mức án vào ngày 11 tháng 7. Cùng ngày, Tổng thống Nga Vladimir Putin bình luận, rõ ràng là hệ thống tư pháp Hoa Kỳ đã bị các đối thủ chính trị của Trump khai thác, hòng cố gắng làm tổn hại đến cơ hội bầu cử của ông ấy. Họ đang tự hủy hoại mình từ nội bộ, chính phủ, hệ thống chính trị của họ. Rõ ràng, toàn thế giới đều biết những vụ truy tố ông Trump trước tòa dựa vào các sự kiện trước đây là không có cơ sở. Đó là một cuộc chiến tranh chính trị nội bộ. Nga sẽ chuyển tên lửa cho bất kỳ nước nào có thể tập kích phương Tây. Ngày 5 tháng 6, trả lời phỏng vấn của phóng viên từ các hãng thông tấn quốc tế ở thành phố Saint Petersburg, Tổng thống Nga ông Vladimir Putin cảnh báo ông có thể cung cấp vũ khí tầm xa cho bất kỳ quốc gia nào có thể tấn công các mục tiêu phương Tây nhằm đáp trả việc các đồng minh NATO cho phép Ukraine sử dụng vũ khí của họ để tấn công lãnh thổ Nga. Vị Tổng thống Nga khẳng định nếu họ cho rằng có thể chuyển những vũ khí như vậy đến khu vực chiến đấu để tiến hành các cuộc tấn công vào lãnh thổ của chúng tôi, thì tại sao chúng tôi không thể làm điều tương tự? Ông cũng nêu khả năng phóng hỏa lực tương tự vào đất Mỹ và phương Tây nếu họ cho phép Ukraine tấn công sâu hơn vào Nga bằng vũ khí tầm xa của phương Tây. Ông chủ điện Kremlin gọi đây là đáp trả phi đối xứng, cho rằng đã nhân đạo hơn nhiều so với hành động của phương Tây. Liên minh Mỹ tố Trung Quốc tuyển cựu binh phương Tây để huấn luyện phi công. Cũng trong ngày 5 tháng 6, Liên minh chia sẻ tình báo có tên là Ngũ Nhãn, gồm 5 quốc gia Mỹ, Anh, Canada, Úc và New Zealand, đang thông báo mô tả chi tiết chiến dịch tuyển dụng của Trung Quốc để thu hút các cựu quân nhân cao cấp phương Tây tới nước này bằng cách tiếp cận trực tiếp hoặc là thông qua mạng lưới trực tuyến. Đối tượng Trung Quốc nhắm tới bao gồm phi công, kỹ sư hàng không, nhân viên trung tâm điều hành không quân, chuyên gia kỹ thuật am hiểu về chiến thuật, phương pháp kỹ thuật và quy trình quân sự của phương Tây. Mục đích của quân đội Trung Quốc là muốn sử dụng kỹ năng và chuyên môn của những người này để tăng cường năng lực tác chiến trên không của quân đội phương Tây. Quân đội Trung Quốc đã đề nghị mức lương cao ngất ngưởng, lời mời làm việc thường được đưa ra thông qua các công ty tư nhân có liên hệ bí mật với quân đội Trung Quốc. Địa điểm làm việc không hạn chế ở Trung Quốc mà có thể ở Nam Phi và các nơi khác. Bắc Kinh những năm gần đây đẩy mạnh hiện đại hóa lực lượng hải quân và không quân, song phi công của họ được cho là vẫn còn khoảng cách lớn về năng lực và trình độ với đồng nghiệp của phương Tây. Trung Quốc phái ông Uông Văn Bân đi Campuchia làm đại sứ. Vào ngày 4 tháng 6, truyền thông Trung Quốc đưa tin, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc ông Uông Văn Bân, 53 tuổi, được bổ nhiệm làm tân đại sứ Trung Quốc tại Campuchia. Ông Uông từng giữ vị trí người phát ngôn thứ 32 của Bộ Ngoại giao Trung Quốc từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 5 năm 2024. Theo hãng tin tức Nikkei Asia, vị phó vụ trưởng vụ thông tin Bộ Ngoại giao Trung Quốc được phái đến Phnom Penh trong bối cảnh hai nước đang tăng tiến hợp tác kinh tế và quân sự,
tiến tới thay tầm ảnh hưởng địa chính trị của Mỹ và liên minh trong khu vực Đông Nam Á. Boeing phóng thành công tàu chở người lên vũ trụ. Tàu Starliner của Boeing cất cánh thành công từ căn cứ lực lượng vũ trụ Cape Canaveral, Florida lúc 21 giờ 52 phút ngày 5 tháng 6 theo giờ Hà Nội. Nhiệm vụ mang tên lửa thử nghiệm có sự tham gia của hai phi hành gia NASA, dự kiến mất khoảng 25 tiếng để lên tới trạm ISS. Hai phi hành gia NASA trên tàu sẽ kiểm tra toàn bộ các khả năng của Starliner và làm việc cùng 7 phi hành gia khác trên trạm ISS. Cả quá trình sẽ kéo dài khoảng 8 ngày trước khi trở về trái đất. Starliner gồm một khoang chở người đường kính 4,6 mét có thể tái sử dụng và một khoang thiết bị dùng một lần. Con tàu chở được tối đa là 7 người và ghép nối với trạm ISS trong tối đa là 7 tháng, được thiết kế để vận chuyển từ 1.500 đến 2.500 kg hàng hóa. Người Indonesia, Malaysia và Việt Nam ăn nhiều hạt vi nhựa nhất thế giới. Cũng trong ngày 5 tháng 6, nghiên cứu mới được công bố trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Môi trường cho thấy, trong số 109 quốc gia, thì người dân Malaysia, Indonesia, Philippines và Việt Nam dẫn đầu về mức độ hấp thụ vi nhựa trên toàn cầu do tốc độ công nghiệp hóa cao. Tác giả Tưởng Triệu, giáo sư tại Đại học Công nghệ Quốc phòng Quốc gia Trung Quốc cho biết, vi hạt nhựa thường được tìm thấy trong môi trường nước ngọt và biển, bị động vật ăn vào. Từ việc tiêu thụ cá và các loại hải sản khác, người dân nhóm nước Đông Nam Á đã nạp bình quân 0,5 gram hạt vi nhựa mỗi ngày mỗi người. Nhiều nghiên cứu cho thấy vi nhựa có thể tồn tại gần như là trong tất cả các bộ phận, tất cả các quá trình trao đổi chất trong cơ thể của chúng ta, kể cả trong tinh hoàn và sữa mẹ, gây nhiều biến chứng nguy hiểm khôn lường cho sức khỏe. Chúng thúc đẩy di căn ung thư, giảm khả năng sinh sản, tăng khả năng khuyết tật bẩm sinh, v.v. Tiếp theo mời quý vị chuyển qua phần tin tại Việt Nam. Dùng kích điện bắt cá, người đàn ông tử vong. Vâng, kính thưa quý vị, sự việc xảy ra tại xã Cao Dương, huyện Lương Sơn, tỉnh Hòa Bình. Trước đó, vào hôm qua ngày 5 tháng 6, người dân thôn Đồng Bon, xã Cao Dương đã phát hiện một người đàn ông tử vong nằm cạnh bên bờ suối. Bước đầu cơ quan chức năng xác định người này tử vong do bị điện giật trong khi dùng kích điện để bắt cá. Thời gian qua, thì các ngành chức năng tỉnh Hòa Bình liên tục cảnh báo và xử phạt nặng hành vi dùng kích điện bắt cá trên đồng ruộng, sông suối, ao hồ. Tuy nhiên, thì tình trạng này vẫn diễn ra khá phổ biến, nhất là vào mùa mưa bão. Tại Sài Gòn, cây xanh chết khô hơn nửa năm, không ai thay. Trên trục đường tên lửa hướng từ đường số 7 đi đường Kinh Dương Vương, phường Bình Trị Đông B, quận Bình Tân, Sài Gòn, có nhiều cây xanh trên vỉa hè bị khô và đã chết. Tại đường Lương Ngọc Quyến, phường 5, quận Gò Vấp, có khoảng 35 cây xanh cũng trong tình trạng tương tự. Người dân sinh sống gần đây cho biết có cây đã chết từ năm 2023 nhưng không ai thay. Theo nhiều người dân thì cây chết hàng loạt trên phố có thể là do nguyên nhân thời gian qua nắng nóng gay gắt. Tuy nhiên thì cần thay thế cây khác để tránh hình ảnh nhếch nhác trên đường phố và có cây xanh cũng tạo ra cảm giác dễ chịu hơn trong những ngày hè. Bắt 6 cầu thủ bóng đá vì bán độ. Ngày hôm nay, ngày 6 tháng 6, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu thông tin đã bắt tạm giam đối với 6 cầu thủ thuộc câu lạc bộ bóng đá Bà Rịa Vũng Tàu. Sự việc này diễn ra sau khi cơ quan điều tra phát hiện bất thường trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và SHB Đà Nẵng ngày 24 tháng 12 năm 2023. Trước trận đấu, nhóm 5 cầu thủ đá chính gồm thủ môn, 3 tiền vệ và 1 tiền đạo đã bàn bạc, thống nhất chơi dưới sức và đặt cược trên các trang web về cá độ bóng đá là câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu thua. Kết quả trận đấu, câu lạc bộ bóng đá Đà Nẵng đã thắng câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu với tỷ số là 3-1. Tương tự, cảnh sát xác định trong trận đấu giữa câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu và Đồng Nai ngày 24 tháng 11 năm 2023, nhóm cầu thủ này cũng đã thỏa thuận bán độ theo ám hiệu của một người chưa rõ lai lịch ở trên khán đài. Sau trận thua đối thủ 2-0, các cầu thủ này được chuyển tiền mỗi người là 24 triệu đồng qua tài khoản. Hiện nhóm cầu thủ này cũng đã bị cấm đá vô thời hạn sau khi Liên đoàn bóng đá Việt Nam thi hành kỷ luật, cấm thi đấu tại các giải bóng đá quốc gia thuộc VFF quản lý và tổ chức. Vâng, thật tiếc cho những tài năng trẻ này phải không quý vị? Mong rằng đây cũng sẽ là bài học để các em có thể thay đổi và làm tốt hơn trong tương lai. Tai nạn hy hữu khiến cô giáo tử vong do bị bê tông rơi khi đi uống cà phê. Vâng, sự việc hy hữu xảy ra tại một quán cà phê thuộc xã Hòa Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk.
Theo thông tin ban đầu, tối ngày 5 tháng 6, thì cô giáo này cùng hai con nhỏ đi uống cà phê tại quán. Trong lúc đang ngồi thì bất ngờ tấm bê tông rơi xuống trúng người, khiến cô giáo tử vong. May mắn lúc đó hai cháu nhỏ đang chơi ở khu vực phía ngoài nên không bị thương. Ghi nhận tại hiện trường, quán cà phê chủ yếu làm bằng gỗ, tấm bê tông rơi có độ cao khoảng 2 mét, được thiết kế cho khách ngồi phía trên. Nạn nhân là cô giáo đang giảng dạy tại địa phương, có chồng làm quân đội đang công tác ở đảo xa. Trước đó thì một sự việc cũng tương tự xảy ra ở Hà Nội. Một bác sĩ trẻ bị tấm kính rơi vào khi đang ngồi uống cà phê phải đi cấp cứu. Sau sự việc thì bác sĩ nguy cơ bị liệt hai chân và đang tập phục hồi. Vâng, và kết thúc bản tin hôm nay, mời quý vị đến với những tin tức liên quan đến giá cả thị trường. Giá xăng giảm về mốc dưới 22.000 đồng một lít. Từ 15 giờ ngày 6 tháng 6, Liên Bộ Tài chính Bộ Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Cụ thể, xăng E5 RON92 giảm 618 đồng một lít xuống còn 21.141 đồng một lít. Xăng RON95 xuống còn 21.977 đồng một lít, giảm hơn 800 đồng một lít. Tương tự, giá dầu diesel giảm xuống còn 19.422 đồng một lít, giá dầu hỏa giảm còn 19.557 đồng một lít, giá dầu mazut giảm còn 17.285 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này thì Liên Bộ không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu. Như vậy, mặt hàng xăng đã có phiên giảm thứ hai liên tiếp chỉ sau một phiên tăng. Giá vàng tiếp tục giảm, Ngân hàng Nhà nước công bố giá bán mới. Vâng, kính thưa quý vị, Ngân hàng Nhà nước đã có quyết định phê duyệt giá bán vàng miếng trực tiếp từ 4 ngân hàng quốc doanh gồm Agribank, BIDV, Vietcombank, Vietinbank và Công ty Vàng Bạc Đá Quý Sài Gòn SJC cho người dân vào ngày 6 tháng 6 là 75.980.000 đồng một lượng, thấp hơn 1 triệu so với chiều ngày 5 tháng 6 và thấp hơn 3 triệu so với ngày 3 tháng 6. Còn so với mức đỉnh của vàng miếng thiết lập tháng trước là 92.400.000 đồng một lượng, mỗi lượng vàng SJC đã bốc hơi hơn 16 triệu đồng, tương đương với gần 18%. Trước đó, ông Đào Xuân Tuấn, vụ trưởng quản lý ngoại hối Ngân hàng Nhà nước cũng cho biết giá bán vàng của các ngân hàng thương mại nhà nước và SJC có thể sẽ còn giảm trong thời gian tới. Ông khuyên người dân cần thận trọng trong khi mua vàng, trong bối cảnh giá vàng thế giới đầy biến động như hiện nay. Hiện theo tỷ giá chưa thuế, phí, giá vàng miếng trong nước đắt hơn quốc tế khoảng 3 triệu đồng tùy thời điểm. Vâng, và những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin tối nay của Khỏe Tự Nhiên. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Trần Tiến xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong các bản tin tiếp theo.